Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hỏa Ma Chủ tập 21 và 22. Long Chí và Lý Đắc đang bàn tán về chuyện băng thần tháp ghé đến đây có thể khiến cho băng tuyết nữ thần xa mặt thì chắc chắn, kẻ lấy đi viên đá tuyệt đối không hề đơn giản. Long Chí cho biết, tất cả ma đạo sĩ và ma đạo sư của cùng hồi có liên thủ lại với nhau thì cũng không phải là đối thủ của băng tuyết nữ thần. Năng lực khống chế ma pháp của cô ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Nếu Long Chí và băng tuyết nữ thần giao chiến với nhau thì sợ rằng ông sẽ không chống đỡ được đến nửa giờ. Hai hôm trước, sư cửu có đến gặp Long Chí, hắn nghi ngờ rằng ma pháp sư hệ băng lần trước đến cung hội có lực khống chế ma pháp sư vô cùng lợi hại, chính là kẻ mà băng thần tháp đang tìm. Người bọn họ đang nhắc tới chính là Niệm Băng. Tuy nhiên, Long Chí đã không để tâm lắm, ông vẫn nghĩ kẻ giết chết Liệu Tam là hai người khác nhau. Băng châm nhập não, lừa cổ bạo thần, cho dù Niệm Băng có hiểm nghi đi chăng nữa, thì tên ma pháp sư còn lại là ai? Long Chí cũng rất thắc mắc, tại sao một ma pháp sư hệ băng xuất sắc như vậy, sao lại không tới băng thần tháp mà lại muốn gia nhập vào công hội ma pháp sư? Đúng lúc này, một người chạy tới báo tin Niệm Băng đến công hội. Điều này làm cho Long Chí càng lúc càng nghi ngờ hắn. Lúc băng thần tháp đến thì tiểu tử đó biến mất, ngay khi bọn chúng rời đi thì hắn lại tới. Lý Đắc đưa Niệm Băng đến đại điện để gia nhập công hội. Theo nhiều quy tắc, đại ma pháp sư muốn gia nhập thì ba trưởng lão của công hội phải cùng cử hành nghi thức. Quá trình cử hành nghi thức nhanh chóng bắt đầu. Xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn nguyên tố bao gồm băng, hỏa, thủy, thổ, phong. Hay vì trưởng lão cũng rất ma lực, một kết giới xuất hiện đi xuyên qua người Niệm Băng tạo thành một vòng tròn phát sáng. Đây chính là ma pháp trận khế ước. Dưới sự chứng kiến của nguyên tố chi thần vĩ đại, Lý Đắc muốn Niệm Băng trả lời thành thực những gì mà ông ta hỏi. Thấy sự việc đã đi quá xa, hắn còn phải chăm chỉ luyện chủ nghệ, báo thù cho cha mẹ và hoàn thành di nguyện của cha cực. Nếu như đồng ý thì chắc chắn sẽ bị công hội trói buộc. Đang lúc phân vân thì viên ngọc bài mà Ngọc Như Ý năm xưa đưa cho phát huy tác dụng, không ngờ rằng miếng ngọc bài này có thể ngăn cách được sức mạnh của pháp trận. Biết được điều đó nên Niệm Băng đã đồng ý với khế ước của công hội. Cuối cùng, nghi thức cũng kết thúc, từ giờ trở đi chính thức là thành viên của công hội ma pháp sư. Từ trong không trung hiện ra một không gian chứa đồ và đưa cho hắn một bộ y phục. Đây là y phục tượng trưng cho ma pháp sư đế quốc băng nguyệt. Niệm Băng cũng có thể thông qua huy chương để lĩnh lương ở bất cứ phân hội nào của công hội. Vì hắn là đại ma pháp sư nên mỗi tháng sẽ nhận được 20 tử kim tệ. Trên huy chương có dấu hiệu đặc biệt mà công hội để lại. Nếu như làm mất huy chương thì phải lập tức báo về công hội. Tổng hội sẽ lần theo tín hiệu trên huy chương mà hủy bỏ hiệu lực của huy chương này. Lý Đắc lấy ra một băng lăng pháp trưởng đưa cho Niệm Băng. Đây là phần thưởng dành cho ma đạo sĩ hệ băng. Lý Đắc và Long Chí cảm thấy Niệm Băng là một ma pháp sư trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng nên tặng cho hắn, hy vọng rằng hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Đắc yêu cầu Linh Nhi tới giúp hắn dùng thử băng lăng pháp trưởng. Tốt nhất là dùng cùng một ma pháp. Mục đích của Lý Đắc là muốn nàng ta tu luyện cùng đại ma pháp sư. Điều này khiến cho sư cửu bất mãn và tức giận. Niệm Băng và Linh Nhi đều xuất ra băng chi thuật giao chiến với nhau. Những mũi tên băng sắc nhọn lao vào nhau vai chạm kịch liệt. Sau một hồi giao chiến, Linh Nhi liền lao tới tấn công, vậy nhưng Niệm Băng đã nhanh tay xuất một tấm khiên cản lại. Lực khống chế ma pháp của nam chính quá mạnh, mà linh lực của nàng ta còn chưa đủ nhiều. Ma pháp lực tiêu hao quá nhanh nên đã bị Niệm Băng đẩy lùi. Linh Nhi bay lên không trung tránh né, Niệm Băng vẫn tiếp tục chiêu hồi những mũi tên băng tiếp tục tấn công. Nàng ta cũng chiêu hồi tứ băng đao tấn công, vậy nhưng vẫn không địch lại nam chính. Vừa nhận lấy thất bại, lại còn bị thương. Sư cửu vì đã cay cú Niệm Băng từ lâu nên liền nhân cơ hội này xuất thủ tấn công nam chính. Vậy nhưng vì thân thủ của Niệm Băng quá nhanh nhạy nên kịp thời tránh né. Chứng kiến sư cửu điên cuồng như vậy, nhưng Lý Đắc và hai vị trưởng lão lại không muốn nhúng tay vào. Cứ mặc kệ, coi như đây chính là thử thách phụ của Niệm Băng. Niệm Băng bay lên không trung xuất ra băng cầu thuật tấn công, khiến tên kia phải tạo ra một tầng phòng ngự. Dù cho gã ta có xuất ra thổ đao, vậy nhưng cũng không đánh trúng Niệm Băng. Nam chính tiếp tục sử dụng băng lăng pháp trưởng xuất ra mũi tên băng giáng thẳng xuống người sư cửu, biến hắn thành một món thịt đông lạnh. Sau đó hắn tiến lại đỡ Linh Nhi đứng dậy. Ngay sau đó sư cửu cũng phá được băng để thoát ra ngoài. Gã cay cú vì thua Niệm Băng lại còn bị Lý Đắc lão sư trách mắng cho một trận. Ngay cả Linh Nhi cũng bênh vực nam chính, khiến cho gã xấu hổ không biết chui vào đâu. Sau khi dặn dò hai người phải tự mình cố gắng học hỏi để nâng cao thực lực, thì Lý Đắc cũng đưa hắn đi tham quan công hội. Ông cho biết ở công hội có 3 điều quan trọng nhất. Thứ nhất, bất luận là lúc nào cũng phải phục tùng vô điều kiện sự điều phối của công hội. Nếu không thì không chỉ có đẳng cấp ma pháp sư bị hủy bỏ mà còn phải chịu sự xử phạt nghiêm khắc. Thứ hai, khi đế quốc băng nguyệt gặp nguy hiểm thì bắt buộc phải tiếp nhận vô điều kiện sự điều động của đế quốc. Đương nhiên là đế quốc cũng sẽ đưa ra thù lao đáng kể, nếu như lập được công thì sẽ có phần thưởng khác.
Thứ ba, nếu như công hội cần người gánh vác nhiệm vụ, thì bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp. Bây giờ công hội sẽ không sắp xếp bất cứ nhiệm vụ nào cho hắn. Việc quan trọng nhất hiện tại là hắn phải nâng cao tu vi. Đến khi trở thành ma đạo sĩ rồi thì chắc chắn sẽ có tiếng nói rất lớn trong công hội, đồng thời sẽ được trao tặng vinh dự của trưởng lão công hội. Lý Đắc đưa Niệm Bằng đến thư viện. Bên trong toàn là sách độc quyền nên có thể thoải mái đọc. Vậy nhưng, chỉ được phép đọc ở đây chứ không được phép mang ra ngoài. Sách ở tầng 1 phù hợp với ma pháp sư sơ cấp và ma pháp sư trung cấp. Tầng 2 là sách của ma pháp sư cao cấp và đại ma pháp sư. Tầng 3 cần có thực lực của ma đạo sĩ mới vào được. Tuy Niệm Bằng chỉ là đại ma pháp sư, vậy nhưng lực khống chế ma pháp đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Cho nên, hắn được Lý Đắc ưu ái cho lên tầng 3, chỉ cần đưa huy chương ra là có thể vào được. Tầng 4 là nơi ghi chép rất nhiều ma pháp cao cấp đã thất truyền, chỉ khi đạt tới cảnh giới ma đạo sư thì mới có thể vào, đồng thời còn phải được hội trường đồng ý. Ông dặn dò thêm, học tập ma pháp thì không cần phải theo đuổi cái quá xa thực tế, mà Niệm Bằng lại không có sư phụ dạy dỗ. Nền tảng cơ bản sẽ không vững chắc, nên cứ phải tìm hiểu từ cái cơ bản đã. Công hội gửi gắm kỳ vọng rất lớn lên người hắn, cho nên mới đặc biệt đưa Bằng Lăng pháp trước đẳng cấp kim khí và còn cho hắn quyền được lên tầng 3 đọc sách. Lý Đắc cũng giải thích cho Niệm Bằng nghe về kim khí, đó chính là đẳng cấp của vật phẩm ma pháp. Từ trên xuống dưới được chia thành thần khí, thứ thần khí, ám kim khí, ngân khí và thành đồng khí. Tuy kim khí chỉ xếp thứ tư, vậy nhưng trên thị trường lại có giá lên tới hàng nghìn tử kim tệ. Ám kim khí vô cùng quý hiếm, thứ thần khí trên thị trường lại càng vô giá. Mà ngay cả hội trường cũng chỉ có một cây pháp trượng có đẳng cấp thứ thần khí mà thôi. Niệm Bằng nghe vậy liền nghĩ ngay tới thần lộ đào. Đẳng cấp của nó còn tốt hơn cả Bằng Lăng pháp trượng. Vậy nhưng hắn lại không biết thần lộ đào ở đẳng cấp gì, chỉ ít cũng là ám kim khí. Về phần thần khí chân chính thì chỉ có Bằng Tuyết Nữ Thần mới có được nó. Nguyên nhân phong tỏa thành lâu như vậy là do Bằng Tuyết Nữ Thần đến truy xét một món vật phẩm ma pháp vô cùng quý giá. Sau là có thần lực sắp xỉ bằng cấp thần khí, hình như được gọi là viên đá Bằng Tuyết Nữ Thần. Niệm Bằng nghe vậy liền vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng mình lại nắm giữ một viên đá quý giá như vậy. Lý Đắc thì vô cùng tức giận vì viên đá đó mà Bằng Tuyết Nữ Thần đã cho người trà xét công hội. Nhưng người của công hội không phải là kẻ trộm thì làm sao có thể có người mà bọn họ muốn tìm cơ chứ? Đến đây thì video của mình đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.